Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng sữa Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên đã tài trợ cho chương trình. Ngày hôm nay chúng ta lại kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống này. Hy vọng họ sẽ đồng cảm với nhau, bấm nút hẹn hò, rồi từ từ cái gì tới nó sẽ tới quý vị nha. Ngay bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Cũng được hai mối tình nhưng mà cũng thời như cái hồi thời học sinh đó, có nắm tay rồi chứ còn khi mà tặng cho người phụ nữ một cuộc hôn thì cũng chưa có. Chưa hôn ai, ông này 86 cũng chưa hôn ai. Mày còn 85 hôn quá trời hôn. Nhà gái đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ 100%. 100% luôn. À, nếu người đó yêu cầu em là mong muốn em là hậu hậu phương sau em vẫn làm được. Ờ, ok. Cái quan điểm của mình là cũng chung xe với Nga. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào đến toàn bộ ekip chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin gửi lời chào đến MC, ông Mai, Quỳnh Linh. Chào em. Xin gửi lời chào đến MC và bạn mối của Ngọc Lan. Sau đây em xin giới thiệu về cái thông tin cá nhân của em. Họ và tên của em là Phạm Tấn Đồng. Về ngày tháng năm sinh á, là ngày 25 tây tháng 9 năm 1986. Đến từ là thành phố Đà Lạt. Nghề nghiệp là một người bác sĩ. Và cơ quan đơn vị mình hiện tại là em đang công tác là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Lâm Đồng. Được đóng tại là thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cái giọng sao mà trưởng thành quá vậy? Quá giỏi luôn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Em xin chào chị Ngọc Lan, anh Quỳnh Linh. Em xin giới thiệu là em tên Nguyễn Thị Mỹ Nga. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại là em làm hành chính nhân sự ở tỉnh Bình Dương. Làm gì em? Dạ, hành chính nhân sự. Còn quê Nga ở đâu? Dạ, em quê ở La Ghi, Bình Thuận. Vậy là ở Bình Dương Nga ở với ai? Dạ, hiện tại ở Bình Dương là em sẽ ở trong của khu vực công ty luôn. Vậy thì cái khoảng cách địa lý nó cũng không xa lắm đâu ha. Rồi bây giờ Đồng cho nhà gái biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, về cái ưu điểm của em là một con người là sống là cũng vui vẻ, hòa đồng, sống về nội tâm. Và riêng cái ngành y tế đã là một người nhân viên y tế thì đầu tiên thà là phải đặt được cái chữ tâm và một cái chữ đức, thương người và cứu người. Còn khuyết điểm của em là cũng e dè, ngại về một phần người phụ nữ. Dạ, cái công việc của em á thật ra là rất là trân trọng luôn. Dạ. Nhà gái nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Điểm mạnh của em là hơi kỹ tính một xíu, muốn mọi việc đều chu toàn á. Còn điểm yếu của em là ít nói. Không, chị cũng cảm nhận là em ít nói thiệt. Dạ. Em gái đường tình duyên sao rồi? Nói về tình duyên thì em có một mối tình là lúc đó là em còn đi học á, năm nhất năm hai thì hồi đó em còn nhỏ. Thì ảnh cũng lớn hơn em nhiều tuổi á. Do lúc đó em còn nhỏ chưa có muốn lập gia đình sớm. Nhưng mà anh ấy lại muốn lập gia đình rồi á. Dạ. Bên đây nhà gái dễ thương lắm á Đồng. Dạ dạ. Còn em thì đường tình duyên sao, nói cho chị Lan nghe nè. Dạ, chào nhà trai. Về cái đường tình duyên của em thì em cũng được hai mối tình. Nhưng mà cũng thời giống như cái hồi thời học sinh á, có nắm tay rồi chứ còn khi mà tặng cho người phụ nữ một nụ hôn thì cũng chưa có. Tới nay vẫn chưa hôn ai. Dạ. Thì vẫn chưa hôn ai luôn cho tới mình tới bây giờ hả? Làm gì nghe chưa hôn ai chỉ có nắm tay thôi chứ còn mà hôn thì thời học sinh thời còn nhỏ xong đa sao chưa hôn ai. Ông này 86 cũng chưa hôn ai mà còn 85 hôn quá trời hôn. Chưa hôn quá trời hôn luôn á. Hơn nhà con tuổi 2 tuổi mà nó đã khác vậy đó. Nó nghe nè, sắp tới Lan công tác ở trên Đà Lạt là tới nửa năm lần đó. Ví dụ có bệnh hoạn gì, có gì cho nhờ giả nghe. Dạ. Này nói thiệt, đi quay nhớ mặt nha. Nhớ cái mặt này nha. Bên đây hình như cũng không kinh nghiệm gì yêu đương nữa. Thật sao chưa hùng ai. Bây giờ một mẫu hình lý tưởng mà Đồng đang hướng tới là gì? Thì em thì một em đang tìm một người nữa. Cái người phụ nữ là một nữ còn lại của em thì là cái khuôn mặt nhìn được phúc hậu. Cái thứ hai là có một cái tính cách là hiền hòa và êm dịu với nhau. Ứng xử đúng và phải tùy theo trường hợp mà mình phải cách ứng xử của mình thôi. Phù hợp hết. Dạ. Cái yêu cầu của nhà trai vậy thì nhà gái đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ 100%. 100% luôn.
Thật ra nhà gái của chúng tôi là tôi nhận thấy là rất là tinh tế nè, thông minh nè, rất là đàng hoàng, tử tế, văn minh, lịch sự mà lại rất là hiền lành nữa. Phúc hậu luôn đó. Dạ cảm ơn. Bây giờ em là muốn có mẫu hình lý tưởng như thế nào? Là một người chồng là được. Là người chồng là được là sao? Người chồng tốt là được rồi. Người chồng tốt? Như thế nào là tốt? Biết yêu thương vợ con, luôn nghĩ tới gia đình. Em có điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Mấy này nó không có khái niệm. Chưa có kinh nghiệm. Thôi, để hai bên gặp nhau đi. Tôi lo quá, để tôi hỏi coi nhà gái đi với ai. Nhà một mình. Đi rồi, có chị Lan, để chút nữa chị Lan hỏi giùm cho. Đi mình luôn hả? Dạ, mình này đi với ai đồng? Đi với mẹ em thôi. Ngồi ở giữa. Trời ơi, có mẹ luôn. Có mẹ từ Đà Lạt vào. Dạ, rồi, chào nhà gái. Chị thấy nhà gái sao? Dễ thương, đáng yêu. Đáng yêu. Dễ thương con ha. Con bé nó mới tin luôn, nó không biết cái gì hết trơn. Trời, nó cũng không biết nó thích cái gì mà nó cũng không biết đó. Nó ghét cái gì luôn á. Ừ, tại nó vì sẽ dần dần va chạm vô cuộc sống. Dạ. Thì lúc đó cái sở thích của mình nó mới biết là mình muốn cái gì, cần cái gì. Mình có yêu cầu gì không, là cưới bao lâu thì cưới được không? Hôm nay tới đây là một cái duyên. Thì cũng mong là hai đứa nó tạo điều kiện với nhau, rồi tìm hiểu nhau, xong rồi kết hôn càng sớm càng tốt. Rồi, cảm ơn chị nhiều ha. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn nhà trai. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Trời, cái ca này mà cô này không hốt là tôi hốt. Được luôn. Chào em, chào người. Có quà là được à. Hôm nay đến với chương trình này, bạn muốn hẹn hò thì mình cũng có hai món quà tặng cho bạn. Hai là một cái hộp quà. Trong này là có một cái khăn choàng. Mở ra choàng cho người ta luôn. Biết choàng không? Người ta người Đà Lạt hỏi ta biết choàng không? Không, chắc chưa choàng lần nào cho ai nên. Này chắc bác sĩ lo làm chuyên môn điều trị bệnh nhân chưa choàng khăn ai bao giờ. Đó, kéo quạt tao lại rồi. Trời đất ơi. Choàng cái khăn nhìn thấy đây thương. Đây là kiểu choàng của Hàng Mặc Tử đó. Choàng thấy thương cái khăn luôn. Đẹp quá, họ đứng kế bên cho mẹ ngắm nhìn coi. Mẹ thấy hợp chưa? Cặp này rất đẹp đôi, cái thứ nhất, cái thứ hai là nhìn cô gái ôm cái bó hoa như vậy. Toàn cái khăn mặt giường nó chưa đúng cách, nhìn nó rất là dễ thương. Toàn cái khăn lên tới mỏ luôn vậy trời. Mày chắc chưa tặng Nga ai bao giờ. Thì theo Nga thì hiện tại thì về cái suy nghĩ thì cái nãy giờ cũng chia sẻ rồi đúng không? Là cái bây giờ là theo Nga là trong quan niệm trong tình yêu là như thế nào, hay là về cái cuộc sống, về hôn nhân gia đình, về hiện tại, tương lai, về sao, về sau này á. Nếu mà nói về tình yêu thì em khi mà em chọn người nào đó rồi á, em sẽ hết lòng vì người đó luôn, có nghĩa là toàn tâm toàn ý. Nên thành ra khi mà em suy nghĩ tới việc lập gia đình á, em cũng vậy, là khi mà em bước chân vô một ngôi nhà mới rồi, chọn người đó làm chồng rồi, thì em sẽ toàn tâm toàn ý với người chồng đó. Okay. Và tất cả mọi thứ là em, nếu người đó yêu cầu em là mong muốn em là hậu phương phía sau, em vẫn làm được. Ok, cái quan điểm của mình là cũng xem xe với Nga, tức là cũng mong rằng cũng tìm lên trên đây thì tìm được một người bạn đời, một nữ còn lại của mình sẽ cùng nhau đi đến với cuộc sống hiện tại và tương lai về sau, để khi mà cùng nhau mình xây đắp được một cái gia đình hạnh phúc thì nó sẽ lúc đó là được thuận hòa xuôi gió với nhau và vui vẻ hòa đồng với nhau. Thì bây giờ mình có thể mình đứng lên mình tặng cho Nga được mà một hát được không? Được. Được luôn. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe những lời anh muốn nói, vì em luôn hạnh phúc trên đời, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Đó, sao Nga thấy sao cảm nhận về lòng thế nào? Dạ, em thấy em ít nói nên ảnh cũng mạnh dạn hơn. Có thể ảnh là người tạo chủ đề khi mà hai người nói chuyện. Em cũng thích mẫu người như vậy, thích người đàn ông người ta lúc nào cũng là người tạo cuộc
tạo ra một cái chủ động á. Nếu mà bạn mà đồng ý hẹn hò với mình á thì sẽ lập nghiệp ở tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, và mình có một cái, cũng có một cái nhà hàng đó. Thì ngoài cái việc làm nhà nước của mình ra, cơ quan này thì mình phụ bố mẹ mình quản lý, cũng như là nhà hàng để của mà bố mẹ đã tạo nên, thì chúng ta sẽ lập nghiệp ở trên đó và cùng nhau làm việc quản lý, để sau này là cũng có được cái một cái công việc ổn định trong cuộc sống, và để về tiến gia hành về sau này, hiện tại và tương lai nhé. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Anh nhìn thấy cặp đôi này rất là hợp lý với nhau. Còn cái chuyện quyết định hay không là do các bạn chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không? Có bấm không? Em có bấm không? Có bấm. Thấy bấm rồi sao nó không lên hình vậy? Có, cô ấy bấm nhẹ quá nó không vô. Có bấm. Hồi nãy anh thấy là Nga có bấm đó. Rồi bây giờ mình một nụ hôn đầu tiên à, như cặp hồi nãy. Dạ, có thể em hôn. Ok, cảm ơn em. Đây sẽ là món quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi mẹ lên đón hai cháu đi nào. Trời ơi, thấy ngay quà xỉu hả? Dạ, quà thấy xỉu. Quà cái té xỉu liền. À, đặc sản Đà Lạt. Dạ. Cảm ơn chị nhé. Cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi, đẹp quá. Rồi giờ ba người mình dắt nhau đi xuống dưới bắt đầu tâm sự nào. Trời ơi, nắm tay nhau luôn. Rồi, chúc mừng nha. Hy vọng rằng một ngày sắp tới thôi, cặp đôi này sẽ báo tin vui cho ekip Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép mời quý vị hãy đến với cặp đôi thứ hai. Điểm mạnh là không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, với lại siêng năng, chịu khó, với lại thương người. Em có ưu điểm là may vá thì em may được, cắm hoa cũng được. Và còn khuyết điểm là em nóng tính với lại quên đó chị. Cũng có một mối đậm đà là... Đậm đà tới mức nào? Đi chơi, chơi bời thôi chứ. Chơi bời luôn chơi hả? Chơi bời luôn đó hả? Anh có lãng mạn không? Cũng không lãng mạn lắm, cũng bình thường. Có em sao hả? Em thì em cũng thích người lãng mạn. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, chơi chị Ngọc Lan. Bạn gái rồi, chào nhà trai. Chưa có em gái, ngồi đi. Ngồi đi. Bây giờ mới mời nhà gái nè. Rồi. Mời nhà gái. Rồi, bây giờ bạn gái bên kia có rồi đó. Bây giờ mời giới thiệu lớn lên nè. Dạ, lời nói đầu tiên chào chú, xin chào anh Hùng Linh nè. À, chị Ngọc Lan à, chào bạn gái kia rèm hả? Rồi, ngồi đi, ngồi xin đạp đi. Ngồi tự nhiên nha, thoải mái lên nào. Em tên là gì? Dạ, em tên là Lê Hữu Phước. Lê Hữu Phước. Phước sinh năm mấy? Dạ, năm 85. Ở đâu Phước? Dạ, ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Mình làm công việc gì? Làm bên nhân viên kho cho công ty. Nhân viên kho đó hả? Dạ, ngồi ra nhà con làm vườn nữa. Làm gì? Vườn trồng cây. Trồng cây luôn? Cây nhiều lắm. Được nhiều không? Dạ, nhiều. Trồng gì Phước? Dạ, điều tiêu. Điều tiêu hả? Trang trái. Rồi, Lê Hữu Phước 38 tuổi, làm vườn rồi nhân viên kho ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Rồi, chào nhà trai, bây giờ đi tới nhà gái giới thiệu nè. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, em tên là Nguyễn Thị Phương Dung. Dung sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 90 chị. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề may chị. Rồi, Phương Dung làm nghề may ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Dung ở đâu? Dạ, quê em ở đây luôn chị. À, vậy hả? Rồi, bây giờ Phước nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, điểm mạnh là không hút thuốc, rượu chè, cờ bạc, với lại siêng năng, chịu khó, với lại biết thương người. Biết thương người. Rồi biết nhiều môn thể thao. Chơi thể thao môn gì? Như cầu lông. Cầu lông. Tennis, bóng đá rồi. Với lại bóng bàn. Điểm yếu là gì? Điểm yếu là nhút nhát trước phụ nữ. Nhút nhát trước phụ nữ hả? Chứ gái. Gái đó. Không dám làm quen. Không dám làm quen luôn. Dạ. Nhà trai tôi nhút nhát, không dám làm quen với con gái. Thấy thường quá
hèn gì ế đó hả? Chưa biết nha, chút biết coi có mấy mối à, biết liền à. Rồi nhà gái thì sao? Nhà gái mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ chị Ngọc Lan là em có ưu điểm là may vá thì em may được, cắm hoa cũng được. Và còn khuyết điểm là em nóng tính với lại quên đó chị. Rồi bên đây nữ công gia chánh là tuyệt vời nha. Nhà may mà, thợ may mà đúng không? Dạ. Rồi Phước, bây giờ mình đi vô nè. Nhút nhát đúng không? Không dám cua gái đúng không? Bây giờ mình nói đi, mình đường tình yêu của mình sao? Có mấy mối? Xưa xưa đi học có vài mối tình nhưng mà hồi thời trẻ. Vài mối là mấy mối? Nhiều mối. Nhiều mối hả? Rồi có mối nào đậm đà gì không? Dạ cũng có một mối đậm đà mà. Đậm đà tới mức nào? Đi chơi rồi chơi bời thôi chứ. Chơi bời luôn chơi hả? Chơi bời luôn đó hả? Đi chơi đi dạo thôi chứ không có gì hết. Vậy sao nói chơi bời? Nắm tay chưa? Dạ có nắm tay. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Biết người yêu sao không dám hôn? Không dám hay sao? Hay là không cho? Dạ cũng đó hiền lắm, không có. Hiền hả? Bây giờ còn hiền không? Dạ giờ biết chững chạc rồi. Giờ biết. Giờ chững chạc rồi hết hiền rồi ha. Giờ có người yêu nào hôn được chưa? Dạ được. Hả? Dạ được. Được rồi hả? Nhưng mà đó giờ có hung cô nào chưa? Dạ chưa luôn. Chưa luôn á hả? Ôi trời, 38 tuổi rồi chưa có sâu đậm gì hết chứ. Chưa sâu đậm gì hết luôn. Nói chung là anh bên đây nhút nhát lắm. Nhà gái sâu nhất là chỉ có nắm tay thôi đó hả? Ừ, 38 tuổi mà nhút nhát lắm á. Nhà gái bên đây vừa nghe tới chưa hung ai cái làm gì. Mấy mối tình rồi nhưng mà nói chung là phớt qua thôi đó. Còn nhà gái sao nè, kể tôi nghe coi. Dạ em thì nói chung là em nói chuyện với người ta nhưng mà cái người đó thì chưa có chuyện hẳn á chị. Cái kiểu con nít ấy, với lại toàn là ngồi bấm game không. Cho nên em quyết định em làm bạn chứ em không có yêu đương. Là bên đây cũng vậy luôn, chỉ mới nói chuyện thôi. Thôi chào em gái. Nắm tay chưa? Dạ chưa chị. Trời ơi. Bên đây cũng chưa luôn chắc là. Bên đây là chưa nắm tay luôn nha. Bên đây có nắm rồi. Vậy là cũng có thưởng thức hương vị của tình yêu rồi. Trời ơi, chết rồi cái cặp. Trời ơi, chết rồi cặp này mệt rồi nha. Bây giờ mình muốn có người yêu một mẫu hình thế nào, nói coi giống bên đây không? Dạ thì người đó là không uống rượu, không uống thuốc. Đúng luôn, đây không rượu thuốc không luôn. Gia trưởng với lại không lăng nhăng nha. Ông này không dám nắm tay, không dám hung luôn mà lăng nhăng gì nổi. Nhà trai tôi đàng hoàng lắm á nha. Dạ, chào nhà trai. Dạ, chị Ngô Lan. Trời ơi, sao mà ngồi luôn. Cậu đứng lên chào luôn á. Hiền lành, nết na, dịu dàng. Thùy mị. Thùy mị. Thôi suy nghĩ sao tóc bạc hết trơn Phước. Dạ chắc suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều, suy nghĩ về gì vậy? Nghĩ lo xa. Lo xa. Lo gì? Lo đủ thứ. Lo cái gì đâu, nói nghe coi. Mình bằng tuổi đó. Giờ bên đó lo gì, nghe coi giống bên này lo không? Biết suy nghĩ người nó hay suy nghĩ nhiều lắm. Có khi nào mình suy nghĩ mình tưởng tượng ra là người vợ tương lai mình như thế nào không? Ừ. Vậy anh lai đừng mập lắm, đừng có đừng mập. Với lại hiền lành, tính tình thì hiền lành. Làm gì không, nó không thích mập. Tự nhiên nó không thích mập, cái quay qua đi nhìn tôi. Dạ quý vị, vé tính nó hiền lành, chung thủy, chăm lâu vén cho tình. Tính cách thì hiền diệu, biết tính trên nhường dưới là được. Mập mập cỡ bà Ngọc Lan được không? Dạ được. Được đúng không, mập mập cỡ vậy được đúng không? Mập hơn xíu nữa được không? Đừng mập quá. Bây giờ nắm tay bà Ngọc Lan cái coi cho nó. Nhờ nắm tay cái, bắt tay nè. Nắm tay cái truyền năng lượng ơi. Đó, mạnh mẽ lên nha. Đó, mạnh mẽ lên nha bạn nha. Rồi, cô gái bên kia rất là dễ thương nha. Cũng chưa yêu ai bao giờ luôn. Thì hai bạn có một cái điểm chung với nhau là chưa biết yêu. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta biết yêu, ok không? Mình dàn lên nào, đi với ai đây? Dạ, hôm nay ba mẹ bận dưới nhà quá. Bởi bạn bè đồng nghiệp thì nó bận hết luôn đúng không? Dạ. Rồi, thôi được rồi, để tôi lo cho. Rồi, bên nhà gái đi với ai? Dạ, em đi một mình chị ơi. Nhà gái cũng đi một mình luôn. Rồi, hai bạn tự xử, có cái gì thì ông mai bà mối lo. 2, 3, mở rào. Đứng lên, đứng lên. Từ từ nha. Vuốt tóc vào lại coi. Sáng ta đi ta nhuộm tóc rồi vô. Rồi, tiến tới luôn. Rồi, quà bạn. Dạ, tặng em món quà. Cái gì nói người ta, anh tặng gì đó. Tặng nước hoa để mỗi ngày xịt nó thơm, nhớ đó. Mỗi ngày xịt nó thơm, nhớ đến anh. Lấy ra xịt ba cái coi. Mày mốt mua nước hoa tặng ai thì mua của tôi, nghe không? Trời ơi. Trai đẹp quá trời. Đâu cái này đó vậy trời. Trời ơi. Ta xịt nước hoa, ta xịt vô tóc nè. Nè, nè, xịt đằng ông sau. Đầu tiên tay ngay bụng trước. Nè, quay qua. Đó, xịt đây nè. Đó. Trời đất ơi. Nghĩ sao mà. Đầu tiên xịt nước hoa ông đè ngay bụng xịt nè. Trời đất, xịt miếng ơi. Ké ké.
Mùi nước hoa nữ mà cũng dài nữa thiệt. Ủa gì chứ tôi... À, quên tôi nam hả? Quên. Quên Linh bỗng rồi. Lộn. Đó, thấy nước hoa sao? Thích không? Hỏi em thích mùi này không? Dạ, em thấy thích mùi này. Hồi đó giờ có xịt cho ai chưa? Dạ, chưa. Hàng chi lần đầu tiên xịt nước hoa. Anh tặng anh cái gì vậy? Dạ, em tặng anh đồng hồ, anh xem giờ anh đi làm. Dạ, cảm ơn. Bây giờ mình về ghế ngồi đây nào. Em thấy anh sao em? Dạ, thì anh cũng hiền. Biết không? À. Còn anh không thể, à, thấy em sao? Em cũng hiền, dễ thương. Có hay đi dạo gì không? Dạ, em thì cũng ít đi chơi mà. Ở Sài Gòn, ở quận mấy vậy? Dạ, em ở quận Gò Vấp. Hồi xưa anh ở Tân Bình, anh hay biết rồi chắc. Dạ. Giờ hỏi là em thích đi chơi đâu? Sở thích em sao? Thì sở thích của em à? Dạ thì sở thích của em thì em thích em yêu cái đẹp. Anh nghĩ vậy, em cũng thích cái đẹp. Anh có lãng mạn mà. Cũng không lãng mạn lắm, cũng bình thường. Còn em sao ạ? À? Em thì em cũng thích người lãng mạn. Vậy anh dắt em đi cà phê hay là đâu có chỗ lãng mạn hay sao? Dạ nếu mà có thời gian thì đi. Ờ anh cũng biết nấu ăn không? Biết sơ sơ nhưng mà phụ được, phụ bạn gái được. Cái cặp chắc phải là gần chứ ngồi xa quá. Ngồi xa quá, nói chuyện không nghe được. Nè, hai người nhỏ đúng rồi. Đây thử đi. Đó. Thử đây. Lần đầu tiên mình nắm tay với người phụ nữ đối diện đó. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Hỏi bây giờ anh tính như nào mình kết hôn được. Nếu quen tìm hiểu khi nào mình kết hôn được. Ờ thì khoảng 1-2 năm. Lâu quá ta. Để qua năm được không? Thì nếu mà tìm hiểu thấy được thì tính tới. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nè, nhìn thẳng như mắt nhau. Hai người nhìn thẳng mắt nhau. Em thấy cô này sao? Dễ thương, hiền. Hiền. Còn em thấy Phước sao Dung? Dạ, cũng hiền đấy anh. Hiền không? Em thấy đây có phải là mẫu hình của mình không? Dạ. Thấy không? Bây giờ Phước nhìn thẳng mắt Dung, hát tặng bài cái coi. Một mùa thu tàn lúa lá vàng rơi khắp sân. Quên mất lời. Mình anh ở đây cô đơn bật khóc. Nên lấy giấy. Còn có giấy không? Có giấy không? Có giấy. Có rồi lấy ra hát. Trời đất ơi, tìm người yêu mà hát lấy giấy ra nữa. Chơi luôn kệ nó. Một mùa thu tàn lúa lá vàng rơi khắp sân. Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi từ hàng cây trước sân. Lâu nhìn ra cái. Dường như cũng đã rất sơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua. Dở quá. Dở quá hả? Thấy sao? Được rồi chị. Thấy được hả? Đó người ta thấy được kìa. Khi yêu rồi thì cái gì nó cũng được hết á. Ừ thì bây giờ nếu mà anh lấy được em thì anh sẽ làm cái gì? Để lo cho em và lo cho con vậy đó. Nói bằng cái suy nghĩ của mình đi. Nếu mà hai mình với nhau thì anh sẽ cố hết sức để chăm lo cho hai đứa mình sau này. Con cái sau này. Nhà anh thì nếu mà được nhà anh thì ấy thì sau này nếu mà em thích mở tiệm may thì anh sẽ mở tiệm cho em. Đó nha. Dạ. Rồi, về khỏe rồi. Thôi về ghế được, ngồi. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Rồi, để tay nút bấm đi Phước. Bên đây, thích thì bấm nha. Chuẩn bị 3 2 1 Bắt đầu. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Chính thức chúng ta hẹn hò với nhau. Đó, bấm chắc vô đó. Rồi, bữa nay mặc áo gì áo cô dâu vậy đó. Hợp hết sức luôn. Rõ gì chưa hôn ai đúng không? Chưa. Chưa, một hôn nụ hôn đầu tiên là lấy hết sức bình sinh vô. Ít hơi sâu vô, hôn. Em xin phép hôn em. Lâu lâu chút. Trời ơi. Má bên kia nữa. Hai má luôn. Em xin phép em. Đó, tao đưa má rồi đó. Sao thấy làm sao? Phước thấy làm sao? Cái tay mềm mại đây. Tay mềm mại. Con mặt làm sao? Dễ thương. Trời cưng hết sức rồi. Hai chị này thiệt. Chúc mừng hai em nha. Đây là phần quà dành cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Thấy khoái chưa? Khoái không? Nắm tay dẫn bạn đi. Đi đây nè. Đó.
sao mà râu mà ra mà nó hiền dữ vậy trời. Quý vị thấy không, trong cuộc sống đôi khi là có những người như vậy, họ không có khả năng để đi làm quen luôn á, đừng nói chi là gọi là nói chuyện với nhau. Chính vì thế nên bạn ngoài họ sẽ kết nối họ, nói giùm họ, giúp họ có thể thể hiện tình cảm của mình. Và như vậy là đó, đã có một cặp đôi bấm nút hẹn hò rồi. Mong rằng cặp đôi này sẽ đi xa hơn nữa. Hy vọng rằng một ngày sắp tới thôi, cặp đôi này sẽ báo tin vui cho ekip Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng tôi. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ Bảy và 20:20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netflix. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng sữa Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.